Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. Quý vị nhớ mỗi người chúng ta chỉ cần trong tâm mình có Phật thì bất cứ ở nơi nào quý vị cũng sẽ thấy bình an. Nếu như trong tâm mình chỉ đặt vào con người thì nhất định quý vị sẽ thấy bất an. Nghĩa là đặt vào con người thì có khi mình sợ mất con người. Nhưng nếu trong tâm mình có Phật thì mình không có sợ mất bất cứ một cái gì cả. Nên trong tâm có Phật thì dù có trở ngại bất cứ một cái gì, quý vị cũng cảm thấy bình an. Lạ như vậy. Và khi trong tâm có Phật thì bất cứ vạn vật ở thế gian này, quý vị đều là duyên hợp duyên tan vì hiểu nguyên lý. Quý vị không đặt vấn đề nặng nề gì hết. Bởi vì gần gũi vui chơi với ai cũng là quý vị tin nhân quả, duyên hợp duyên tan. Còn nếu như trong tâm mà không có Phật thì nhất định đi đặt vào con người và tìm con người. Và cuối cùng từ đó mà sanh phiền não. Nên bây giờ tại gia đình mình có phương pháp tu. Mà phương pháp này mình tu được, thấy không? Tại gia đình có phương pháp tu mà phương pháp này mình tu được. Mình áp dụng được. Rồi mình có được sự an lạc. Nên khi mình nhận thức sâu sắc được thì mình cố gắng mình hành trì. Nếu có phương pháp tu gì mà mình đi tìm kiếm đầu này đầu kia đầu nọ nữa thì tìm gì nữa giờ? Có phải tự tâm của mình nó sai khiến mình không? Nhưng Đức thấy rằng là tại gia đình quý vị tu được, có phương pháp tu gì là quý vị có sự độc lập gì cá nhân mình được rồi đó. Nếu không thì mình đến một nơi nào đó có khi bị người ta thao túng. Bản thân của mình phải cái này cái kia. Còn nhà mình ở, cơm mình ăn, việc mình làm, phương pháp mình áp dụng mình tu. Nhưng Đức thấy cái này là quá hay, quá đặc biệt luôn. Việc nhà mình lo đàng hoàng, tốt. Còn có duyên thì giữa người tu gặp nhau, ngồi chơi một chút, xong trở về gia đình của mình. Toàn là cư sĩ, không có dính dáng gì cái chuyện nói Phật sự cúng dường gì. Đúng là đây là quá tự tại quý vị. Quá tự tại luôn. Nên những Đức nói với quý vị nghe chứ, khi những Đức bước ra ngoài, bản thân những Đức mới thấy rằng đối với pháp môn tịnh độ này về sau những Đức giảng mới ra được. Thật sự. Vậy biết vì sao? Vì khi chia sẻ Phật Pháp mà có nhiều thứ quá trong đầu, nhiều thứ phải bận tâm quá thì không bao giờ giảng ra Phật Pháp được. Mình giảng vòng vòng chút thì nó cũng ra cái gì? Vật chất để giải quyết vấn đề. Vậy thôi. Nói một chút thì cũng ra vật chất hết. Tại vì trong đầu mình đã để thứ đó vào để bận tâm và lo lắng. Thì giảng một chút cũng ra vật chất. Vậy thôi. Không giảng ra Phật Pháp được quý vị. Nhớ kỹ chỗ này nghe. Nên những Đức thấy rằng ra ngoài những Đức dụng công tu tập, chịu tu tập, ở một nơi tu tập, dù những vị trí nào những Đức muốn đến đều là những Đức tính ra thời gian. Đây là ở đó và tới chỗ đó và tới giờ tu. Đây là ở đó và tới chỗ đó và tới giờ tu. Nếu đây là ở đó mà bỏ giờ tu, những Đức sẽ không đến. Có nghĩa là những vị trí lân cận những Đức đến phải đến đó rồi đúng giờ tu. Đến đó là nhào vô tu, đến đó là nhào vô tu thì những Đức đến. Còn đến nơi nào mà cách xa hàng ngày để bỏ thời tu thì những Đức không đến. Để duy trì cái cách tu. Và đạo tràng mình có cũng là xung quanh một vị trí nào đó lân cận gần gũi đó. Tại vì bây giờ những Đức thấy rằng là cái việc chú trọng cái việc tu tập là quá quan trọng. Thật sự công phu là cái quan trọng nhất. Được niệm Phật, được nhớ Phật là cái quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Những Đức kể câu chuyện của Ngài Khổng Tử cho quý vị nghe và giải thích cho quý vị nghe một số việc trong cuộc sống quý vị nên nhận thức. Thật sự mà nói thì quý vị biết rằng có những người ở bên cạnh những Đức vì sao quý vị biết họ không được lợi ích nhiều không? Vì họ nghĩ mỗi ngày họ được nghe và những gì họ nghe là những việc bình thường.
Nên khi xảy ra vấn đề với họ thì bản thân họ ngạn ngửa hết. Mà không ngờ những điều những Đức nói là những điều rất quan trọng. Dù là hàng ngày họ được nghe nhưng họ chưa áp dụng, chưa hành trì. Thì biết rằng con người thường bị một cái bệnh là chúng ta được thân cận và gần gũi, chúng ta sẽ mất đi sự cung kính và không có chú ý để lắng nghe. Nên chúng ta bị thất bại là ngay chỗ này. Đó. Nhớ kỹ chỗ này rất là quan trọng đó nghe. Nên câu chuyện của Ngài Khổng Tử khi Ngài đi chu du liệt quốc, Khổng Tử đó mà cái nhìn của Ngài là trước mắt đó mà còn bị sai á. Nó có một lần Nhan Hồi nấu cơm, thầy trò thì chu du liệt quốc cũng khó khăn, đi đến đâu thì dựng liều ở nơi đó. Thì có một lần Ngài Nhan Hồi nấu cơm. Nhan Hồi là một đệ tử mà được Khổng Lão Phu Tử rất quý trọng vì đức hạnh. Thì lần nọ nấu cơm thì bụi ở trên rớt xuống nồi cơm. Nhan Hồi thấy nếu mà vớt bỏ đi uổng quá, vớt cơm bị dính bụi đó, sợ thầy và các sư huynh ăn chúng bụi dơ, vớt cơm đó Nhan Hồi ăn. Khổng Tử vô tình thấy Nhan Hồi nấu cơm mà lấy cơm ăn trước. Bữa ăn cơm đó Khổng Tử không muốn ăn cơm, vì người xưa người ta trọng cái lễ, trọng cái lễ dữ lắm. Nói tại sao đệ tử mà làm được điều kỳ như vậy, trong khi Nhan Hồi là Khổng Tử rất quý trọng, mà đói gì đói chứ sao mà giống như lấy cắp ăn trước như vậy, mắc lễ rồi. Cái công mình dạy mà không khi, trong khi một người đệ tử mình cho rằng đó là đức hạnh mà giờ vì miếng ăn mà kỳ cục như vậy. Không, Khổng Tử không ăn cơm không phải vì cái chuyện ăn trước ăn sau, mà vì buồn cho sự đánh giá của mình một người đệ tử đức hạnh mà giờ bị vì miếng ăn mà bị đánh mất thì đức hạnh. Khổng Tử buồn không ăn cơm. Thì những người đệ tử bên cạnh hỏi, thì Khổng Tử nói ra là Nhan Hồi như vậy như vậy. Thì Nhan Hồi mới trình lên cho thầy nghe. Nó có nghĩa là những sự việc mình phải nói đó quý vị, chứ không phải là mình nói là thôi phải nhẫn nại, phải chịu đựng, không phải. Có những việc mình phải nói ra, những việc đó là phù hợp nói. Còn những việc mà những con người mà người ta áp đặt, người ta nói mình có giải thích thì họ cũng giải thích là mình sai, thì không cần nói. Còn những con người hiểu chuyện, khi người ta hiểu lầm, mình phải nói ra để cho người ta hiểu mình là phù hợp để nói. Vì nguyên lý phải hiểu nghe, chứ không phải chuyện nhẫn mà thiếu trí tuệ là cũng là ngu si luôn rồi đó. Nên còn những con người mà người ta mà người ta áp đặt mình, người ta nói mình sai, bây giờ mình có nói mình đúng, người ta cũng nói mình sai nữa, thôi cái đó là phù hợp để nhẫn rồi. Cho nhà Phật dạy nhẫn là đúng rồi, thôi nghiệp quả của mình phải trả thôi, phù hợp đúng đó. Thì biết rằng Nhan Hồi trình lên rằng là sự việc như vậy như vậy như vậy. Khổng Tử nói một câu rằng ta được người đời tôn trọng là bậc thánh đó, nhưng mà cái nhìn cái thấy của ta trước mắt đó mà còn sai, không chỉ là cái nghe. Hiểu không? Quý vị tự mà ngồi suy nghĩ, mở rộng ra phạm vi một chút đó. Nên những Đức nói với vị nghe rằng là từ đây mãi về sau, người bên cạnh những Đức có nói cái gì, đó là chuyện của họ nói, không phải của những Đức nói. Nhớ kỹ chỗ này nghe. Vì những Đức khi bước ra ngoài vẫn không xài điện thoại, không lên mạng, không nhắn tin với vị luôn. Có chuyện gì, từ khi cái đó những Đức trực tiếp nói. Còn tất cả những người bên cạnh những Đức nói rằng là hiểu những Đức, việc này của cái hiểu của họ, họ không thể nào hiểu nổi những Đức. Một người có tâm có tầm bởi vì khó đón được họ lắm. Cái làm của họ vì không thể nào đón được. Có khi một ngày nào quý vị sẽ cảm thấy bất ngờ vì những ý nghĩ và việc làm của họ, tại mình không đón được họ. Đây là 100% luôn. Đừng bao giờ ai nói rằng hiểu người đó, vì vị chưa có tha tâm thông, vì không thể nào hiểu được cái nghĩ của người đó. Thí dụ như có lần Nhà Đức đi đến một ngôi nhà, Nhà Đức ở đây, Nhà Đức thấy rằng ăn cơm không nói chuyện là điều rất hay. Nhà Đức kêu làm một cái bảng ăn uống không nói chuyện để trước mặt, chỉ đúng một bữa thôi. Nhà Đức làm, Nhà Đức thấy không phù hợp, một bữa Nhà Đức dẹp. Và Nhà Đức ngồi suy nghĩ lại, ở một tổ chức lớn thì càng, ở hai ba người
mà cũng không ai nói chuyện với ai thì cảm thấy hơi buồn, nên những đức dọn cái bàn. Có một lần những đức thấy rằng cái chỗ ngồi tu của mình, nếu duy trì một mình những đức tu tập xong nói chuyện Phật pháp thì tuyệt vời quá. Nhưng thấy rằng một số người có khi gặp mình mà họ muốn tu chung với mình mà không cho họ tu chung thì thấy mình là cư sĩ mà tại sao cao xa như vậy, nên thấy không phù hợp, nên không lấy quy tắc đó. Nhưng mà cái người bên cạnh thì chưa gì hết là lấy quy tắc đó để chặn người khác. Nhưng Đức nói bạn sai, vì quy tắc này người ta chưa nêu lên, người ta chỉ áp dụng thử, còn bạn là dội vàng đưa ra, bạn sai đó, thấy chưa? Nó nên cái góc độ của người dưới thì tuyệt đối không vượt mặt người trên là như vậy. Nghĩa là từ khi người trên là đưa ra quy tắc trước mọi người thì đúng, còn người dưới mà ti tiện nói tôi hiểu người trên là sai. Sao hiểu được? Bạn làm sao hiểu được người trên? Nên từ đây mãi về sau những đức nói với vị nghe là bên cạnh những đức, chú Tùng hay chú Tâm Nhiên hay chú Hí, bất cứ một chú nào nói rằng hiểu những đức, hay người nào bên cạnh những đức nói hiểu những đức mà lý luận cái chuyện của những đức cho vị nghe là sai. Quý vị nghe kể vị, chuyện đó là chuyện của quý vị với họ, không phải chuyện của những đức. Chuyện của những đức là chuyện nói xác thực với quý vị, chính thức với quý vị, là đó là cuộc đối thoại nói chuyện xác thực. Còn chuyện quý vị với họ, đó là chuyện của quý vị, không dính dáng những đức. Mãi về sau là như vậy, nhớ kỹ điều này. Còn bản thân những đức sống từ trong đạo cho tới ra ngoài đời, những đức không thích ai bó buộc những đức hết. Không có một người nào là người mà có thể bó buộc những đức, và người nào là người có thể kèm kẹp những đức hết. Vì sao? Cuộc sống con người phải có sự tự tại. Những đức ngày xưa trong một tổ chức cũng chưa bao giờ bó buộc bất cứ ai. Một Phật tử nào đến chùa thì đến, không đến chùa thì có việc, chừng nào đến chùa thì đến. Chưa bao giờ những đức hỏi rằng tại sao vì không đến chùa. Những đức tìm hiểu quý vị đi đâu, đi với ai, chưa bao giờ. Không chi bây giờ những đức ra tới ngoài đời là một tổ chức nho nhỏ, những đức không bao giờ quan tâm đến chuyện của quý vị. Những đức chỉ mỗi ngày tu tập, và những đức đem những điều trong Phật pháp chia sẻ với vị nghe. Đó là việc làm của bản thân những đức mỗi ngày. Có một anh em khi gặp những đức nói rằng khi đệ đi ra bên ngoài cực kỳ khó khăn. Đúng là cuộc sống không đơn giản chút nào. Những đức nói có gì đâu khó khăn. Nếu như bạn có một tiêu chuẩn xác, bạn sẽ không bao giờ khó khăn. Tại vì sao? Bạn không có một tiêu chuẩn xác, bạn đi lang thang tối ngày thì khó khăn thôi. Cũng vì ba buổi cơm thôi, bạn tiếp tục cũng như con người ngoài xã hội đi kiếm cuộc sống, bạn sẽ khó khăn. Nếu như bạn có một cách làm, một phương pháp thì chuẩn xác, người ta sẽ tìm bạn chắc chắn luôn. Dù bạn hình tướng nào người ta cũng tìm bạn, chắc chắn với bạn luôn đó. Nếu như mà mình là người tu hành, từ là một con người tu bước ra ngoài làm người cư sĩ, nếu như quý vị chịu tu, sẽ không biết bao nhiêu người muốn hộ trì quý vị luôn. Nếu như quý vị chịu tu, bây giờ mỗi ngày những đức mà tu với quý vị 5-6 thời gì, nói cho quý vị nghe chứ, quý vị coi từ đây về sau thôi, cũng hiếm có cái người làm việc này với quý vị rồi đó. Đi chơi xếp không dễ làm á, nhưng mà nếu mà làm thì rất là an lạc, rất là tự tại, rất là bình an, rất nhiều người quý trọng. Còn nếu như bây giờ những đức không tu, không lẽ những đức đi làm gì đây? Không lẽ mua gì chiếc điện thoại ngồi đó bấm bằng đêm? Nếu mà bấm điện thoại thì sáng hay sao tu đây? Quý vị thử bằng đêm quý vị bấm điện thoại đi, sáng thì tu quý vị sẽ cảm giác như thế nào? Thần kinh quý vị có vấn đề liền, rất mệt mỏi luôn. Quý vị biết rằng cái mà nói chuyện người này người kia người nọ, nhắn tin cầm điện thoại coi này coi nọ, là quý vị sẽ hao hết năng lượng. Mà đã không có năng lượng, sáng quý vị tu sẽ không vô, chắc chắn quý vị luôn. Việc này như đứa không làm. Dù như đứa ra ngoài như đứa có đủ điều kiện để xài điện thoại máy tính đó, nhưng mà như đứa không biết xài đâu, mà do bản thân như đứa không muốn tập luôn á, không muốn xài, không muốn tập luôn quý vị. Vì sao? Như đứa biết cái đó không có đặc sắc, không đặc biệt. Nên những đứa có chiếc điện thoại trắng đen, lâu lâu những đứa cần gọi cho công việc gì thì gọi, những đứa không có cần gọi điện thoại có hình cũng không muốn gọi luôn. Tại vì sao? Phiền phức thật sự. Nên từ nơi đó giữ được cái tâm tu và cái tâm nhớ Phật là hay. Đây là tích tụ năng lượng đặc biệt nhất. Nên đừng bao giờ ai nói hiểu mình và tùy tiện lấy câu của mình để giải thích. Bạn sai đó. Bạn làm sao hiểu được người ta mà lấy dám lấy câu người khác để giải thích? Nếu như cái giải thích của bạn về văn kinh của Phật mà bạn giải thích, làm sao giải được cái tâm quán thù người khác đúng?
Bạn giải sao không biết mà giải tâm quán thù người khác là đúng. Nếu bạn lý luận mà làm cho người khác quán thù là sai. Bạn nhớ kỹ, tại vì kinh giáo của Phật, kinh giáo của Phật hoàn toàn là hóa giải quán thù, không có một cái gì mà kết quán thù chứ. Nên bạn giải thì sao không biết mà bạn giải người ta không còn quán thù là đúng. Tại vì bạn chưa là Phật, làm sao bạn hiểu được tâm Phật. Nên bạn giải kinh của Phật làm sao người ta đừng quán thù với nhau là đúng. Ai giải mà cho bạn quán thù là sai. Ai nói mà bạn quán thù là sai. Còn nói mà cho bạn quá giải quán thù là đúng. Nhớ kỹ, tại vì Phật Pháp là quá giải. Phật Pháp nó không phải là hư chỗ nào bạn chặt cho đó, bạn cắt cho đó, không phải. Mà nó là giúp cho cái chỗ hư đó nó có thể hồi phục lại được. Phật Pháp nó giúp cho bạn hồi phục, chứ không phải là chặt, cắt, không phải. Mà là hồi phục quý vị à. Đó. Nên từ nơi đó mà quý vị phải hiểu được cái nguyên lý của Phật Pháp. Chứ Phật Pháp không phải là cái việc mà nó đi đối lập cái việc mà hơn thua, không có. Quý vị học Phật, quý vị có hiểu nguyên lý nhiều cỡ nào, nhưng quý vị đụng một buổi nói chuyện, quý vị đi đấu chuyện với nhau là sai. Quý vị đem Phật Pháp quý vị hơn thua là sai. Còn năm xưa đệ tử Đức Phật có những người biện luận rất giỏi, gặp ngoại đạo nói này nói kia, không phải là cãi lộn mà là biện luận thu phục ngoại đạo là đúng. Còn mình là hơn thua lời nói, từng lời từng câu là sai. Trong cái hơn thua có sân si là sai. Nếu mà gặp buổi nói chuyện như vậy là phải dừng lại liền. Dừng lại đừng nói nữa. Vì nói là tiếp tục thành sân si. Mà sân si là tiếp tục sai. Quý vị nghe những điều này rất quan trọng, không giỡn đâu. Đó, rất quan trọng trong cuộc sống quý vị luôn. Nhất là những đức dẫn dắt cái câu chuyện của ngài Khổng Tử đó. Khổng Tử là bậc thánh đó, cái nhìn Khổng Tử còn thể hiện cho mình thấy không phù hợp đó. Chứ hống chi là phàm phu như mình mà dám nói ý của người khác là mình hiểu, không có đâu. Đừng nói chi là mấy chú bên cạnh những đức, những chú bé bỏng đó mà hiểu được những đức, không có chuyện đó đâu. Hay là một Phật tử bình thường mà hiểu những đức, cũng có đâu. Vì làm sao hiểu được, người ta muôn biến vạn hóa, nghĩ hàng ngày từng chút chuyện. Cái nghĩ người ta xong rồi người ta bỏ qua, ta nghĩ khác rồi. Sao mình hiểu được nguyên lý của cái bỏ kia? Sao hiểu được đây? Đó. Nên nói để cho vị biết. Vì bên cạnh những đức có những ông cầm điện thoại cũng liên lạc nhắn tin bị tối ngày. Đó là cái ý của mấy ông ta, quý vị thích nhiều chuyện thì cứ nói thôi. Còn những đức thì cứ lo niệm Phật đi xong thì rảnh đi ngủ. Rồi tới giờ đi tu vậy thôi. Là sống chuyện. Nói để cho quý vị hiểu được nguyên lý. Chứ nếu không nói những người bên cạnh như đó, à nói gì 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 đó, đó gì 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 đó, à, chú đó không hiểu thầy không nói gì 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 đó, đó là chuyện của quý vị nghe, à, đừng chuốc lấy phiền não, hãy giữ tâm bình an đi, đó là đặc biệt nhất thôi. Còn những đức đến với con người, xin thưa quý vị, chưa bao giờ những đức đặt vấn đề gì mà nặng nề, duyên đến thì đến, duyên hết thì xa, trong cuộc đời là nhân quả, nguyên lý là hiểu như vậy. Thật sự mà nói, những đức coi chúng chùa bao nhiêu ngàn người, những đức gặp không biết bao nhiêu con người mà nói, trong đó đa dạng căn tính con người hết. Người lo tu, người lo tu ít, người thì hoạt bát giỡn hết, người thì chảnh chẽ ba lá hẹn, đức gặp hết chứ. Dạng nào những đức cũng gặp qua chứ. Dạng nào những đức cũng có thể tiếp cận được. Có gì đâu, đâu có gì đâu. Chuyện của họ xong chút họ chạy về nhà họ thôi, có dính dáng gì đến mình đâu. Nếu cảm thấy bị chổi bản thì bản thân cái phiền não quá. Họ thích nói nhiều cái nói đi. Họ thích chảnh chạy ba lá hẹ, họ chảnh chạy ba lá hẹ, chuyện của họ thích mà. Thích bằng đồ lam thì bằng đồ lam, thích bằng đồ đờ thì bằng đồ đờ, thích bằng quần ngắn thì bằng quần ngắn, chuyện của họ chứ. Họ bận hay sao mà về nhà họ để bận đi đâu được, chuyện của họ chứ. Nè, trước mặt mình không có bằng đồ gì, chuyện đó của họ, mình thích nhìn chỗ nào thì mình nhìn, không nhìn thì thôi, có gì đâu. Họ ta thích bận như vậy mà có lý cái gì mình phải bực bội. Nên có những Phật tử khi đến gặp những đứa, gặp một người ta bận đồ theo cái cách bận đồ của người ta, vì công sở của người ta, nói tại sao, tại sao, tại sao bị không bận vậy đi, nói người ta tại sao, đúng không, mình ngon bận vậy đi, thì bạn gặp những đứa thì sao, những đứa cũng quan tâm đến chuyện đó. Còn chỗ nào càng thích nhìn thì nhìn, nhìn cái cho biết, nhìn rồi thì buông ra, được điều đó thì cứ nhìn, còn bỏ vào thì cũng được, tùy quý vị thôi, thích sao cũng được. Thì quý vị học Phật có cái tự tại liền gì đâu, nó không bị trở ngại. Bạn đặt lý do gì, gì, gì. Nên từ nơi đó mà người tu hành phải hiểu nguyên lý thì tự nhiên đỡ bao nhiêu sự rắc rối đến với mình, giảm sự rắc rối với mình nhiều lắm. Những việc gì làm tốt được thì mình cố gắng mình làm.
thấy ai lo tu hành, mình nghiêm túc, mình thấy tu chịu tu tốt, giúp được giúp, mấy thôi, hơi sức nào miễn cưỡng chỉ cho nó nặng nề. Thí dụ như bây giờ một mình gặp một người tu hành đi, mình đã giúp đỡ người ta tu mà mình thấy phiền não quá, thôi nghỉ giúp, thấy phiền não quá, con làm được, nghỉ làm. Đó là cái đặc biệt vô cùng quý vị. Quý vị đừng bao giờ bị tình cảm chối buộc mà để sanh phiền não. Nên con người như Đức sống rất là rõ ràng, và đến với bất cứ người nào cũng có thể kết bạn được. Kết bạn thôi chứ có gì đâu. Bạn ta bà hay bạn cực lạc thì mỗi người có một góc độ chọn lựa của chính mình, chứ ai bắt buộc mình đâu. Nếu mình chọn lựa ở thế giới cực lạc thì mình cố gắng mình về cực lạc. Còn người ta chọn người ta bà thì mình gặp người ta bà thì chọn bạn người ta bà. Mình gặp bạn bán cà phê thì bạn quán cà phê. Mình mà gặp bạn làm ăn thì bạn làm ăn. Mình gặp bạn kinh doanh gì thì bạn kinh doanh đó, vậy thôi. Chứ có gì ngại gì đâu. Nó thiện tài đồng tử thì tham học 53 thiện chí thức nào ta cũng học được. Còn mình thì đụng cái gì cái mình cũng trở ngại. Trong tâm tôi có Phật là những chuyện các tôi không thích gặp, không thích thấy, không thích nhìn, bị trở ngại rồi. Vì bước ra xã hội nó quá nhiều thứ, bản thân mình bị chướng ngại rồi, vì thì mình sẽ phiền não. Trong khi Phật pháp dạy mình là đỡ giảm tối đa vì chướng ngại. Bản thân mình thì gặp cái gì cũng phiền não là chướng ngại đó. Gia đình người ta, nhà người ta, bản thân người ta, đó là việc của người ta. Mình đi đem việc người ta đắp cho mình để phiền não làm gì? Nhân quả mỗi một con người phải tin nhân quả chứ. Đó, nên góc độ của Khổng Tử nhìn trước mặt mà còn sai. Không chi là con người mình mà nghe qua lời nói, tam sao thất bản. Học với một người, nghe qua người khác nói vài câu là dao động tâm rồi. Bạn không có trí tuệ để học, không có góc độ gì để học cả. Người ta có khi đã tiến xa rồi, bạn vẫn ở sau lưng thiệt là xa, thấy không? Nên quý vị nhớ là cái thị phi trong cuộc đời này ghê lắm á, hết sức là cẩn thận. Nhất là chỗ càng đông thì càng nhiều thị phi. Nên mình vô trong chỗ thị phi, mình coi cái tâm mình nói làm sao. Thí dụ như người ta khen mình cũng được, người ta chê mình cũng được. Bạn đừng sợ người ta khen bạn. Có nhiều người nói rằng người ta khen là nghiệp đến bậy. Người ta có quyền khen bạn, người ta có quyền chê bạn trong cuộc đời này. Cái lý luận là do người ta. Bạn bị tác động thì thua rồi. Nói thôi con tu, con thích im điềm, đừng ai nói đến con, đừng ai biết đến con. Đến lúc người ta biết thì bạn phiền não sao? Người ta biết thì biết, người ta không biết thì thôi. Người ta không biết mình cũng không buồn, mà người ta biết mình cũng không sợ. Vậy thì bạn quá tự tại rồi. Người ta khen cũng được, người ta không khen cũng được. Đó, thấy không? Ví dụ như bạn ngồi bông sen, người ta nói bạn ngồi bông sen đẹp, có gì đâu mắc cỡ, không có gì phải mắc cỡ. Thích ngồi bông sen, ngồi bông sen được không? Tương lai giảng sanh ngồi bông sen nè, không? Đó. Còn mình tu hành, mình diện cái mặt đẹp, ta nói ô nay cô nay mặt đẹp quá, thôi tôi để mặt xấu lại, để khen tôi đẹp khó tu giảng sanh, tầm bậy, thấy không? Người ta khen mình đẹp, mai mốt người ta chê mình đó. Hôm nay người ta khen mình tự hào, người ta chê mình thì mình sao? Đó, đó đều là trong Phật pháp ở trên đó quý vị. Nên từ nơi đó mình đừng có dính văn tự người khác để khổ mình. Người ta có quyền khen mình, ta cũng chê mình đó. Quý vị thấy tất cả những gì bây giờ gặp là những gì Như Đức đã từng nói qua. Nhưng mà người bên cạnh Như Đức người ta không để ý đâu. Người ta nghĩ rằng là công việc của người ta làm thôi, cả những chú làm phim luôn. Đó là công việc làm thôi, chứ không phải là bài giảng, là công việc làm thôi. Nên đến một ngày nào ngã ngửa luôn, không biết một cái gì hết trơn á. Nó còn thua cái người ở đâu phương trời xa nào á. Có những người người ta học như Đức ở phương trời xa nào, người ta lại ít biết nhiều nói chứ, lại rất là lớn luôn. Góc độ và giác ngộ của người ta cao vô cùng. Còn những người bên cạnh nhau không bằng luôn. Tại vì sao? Họ nghĩ mỗi ngày cứ nói hoài đó mà, mỗi ngày cứ nói gì mà mình có làm được đâu. Nên cái quân tập cho mình để thành cái hình ảnh mình làm mà mình không làm, không làm bằng thất bại thôi. Nó bao nhiêu cô bên cạnh những Đức, họ nghe những Đức nói biết bao nhiêu mà nói chứ, nhưng mà họ không cảm giác với Phật pháp. Những Đức thì sao? Có cảm giác với Phật pháp. Thật sự những Đức có cảm giác với Phật pháp, và cả đời những Đức đố mà những Đức bỏ Phật pháp á, cho vị biết á. Trong tâm những Đức nghĩ cái gì vì không hiểu nổi đâu, đang làm cái gì, đang nghĩ cái gì, đang hiểu, đang hướng cái gì, làm sao người ta hiểu được. Vì cái nghĩ những Đức vừa nghĩ xong những Đức bỏ qua nghĩ cái khác rồi, chuyển biến từng chút quý vị nghĩ thôi bị nhức đầu chết mồ luôn á. Hãy làm cái việc mà mình làm đi, đừng nghĩ những việc mà người khác nghĩ. Vì người ta nghĩ xong người ta bỏ, bạn nghĩ theo, bạn nhức đầu chết mồ luôn. Tại vì người ta nghĩ cái này chưa phù hợp, ta nghĩ cái khác à. Muôn biến vạn hóa. Bữa nay quý vị thích bạn bộ đồ màu đỏ, nhưng ngày mai màu đỏ không phù hợp với cái buổi đó,
thì phải bằng bộ đồ màu xanh. Phật pháp là muôn biến vạn hóa mà, tại sao bạn chấp bộ đồ màu đỏ? Bạn chấp màu đỏ bạn sẽ phiền não đó, hiểu không? Nên đừng đi hiểu người mà hãy hiểu mình nó. Nên bạn thắng bao nhiêu con người, bạn chưa thắng được chính bạn. Hãy nhìn vào chính bạn và nhìn vào chính mình để cố gắng duy trì được tâm mình. Nên có được một pháp tu tại gia đình, có được người hướng dẫn như vậy là mừng lắm rồi. Những đức đâu có còn vật chất, đâu có còn tổ chức lớn gì đâu. Những đức đâu có câu thúc quý vị để mà lo cho tổ chức của những đức đâu. Nếu như những đức dính một tổ chức lớn, những đức sẽ khó giảng ra Phật pháp lắm. Bây giờ là cơ hội của quý vị đó. Những đức nói thật lòng mà không có một cái vật chất gì những đức muốn lôi kéo quý vị đâu. Không có bao giờ một phương tiện nào những đức muốn kêu quý vị cho tiền những đức đâu. Không đâu. Vì những đức thấy ba buổi cơm này có thể không khó, thật sự có thể ăn được. Tại vì một ngày mình làm gì cho mọi người đông gì, không lẽ mình không có cái phước để ăn ba buổi cơm sao? Việc này chắc được đó quý vị. Nó nên từ nơi đó mà quý vị yên tâm. Từ bây giờ chúng ta càng ngày càng đi sâu vào tịnh độ. Đây là cái buổi nói chuyện mà hãy tránh thị phi nghe. Và đừng có bao giờ người nào quý trọng những đức mà lo sợ hoặc là câu thúc những đức không đồng ý đâu. Những đức có quyền thích làm cái gì như quý vị có quyền thích làm cái gì. Đó là chuyện của mỗi một cá nhân. Mỗi một con người đều có sự tự tại của người ta. Đừng bao giờ câu thúc họ và đừng bao giờ sợ hãi cho họ, vì họ có thể té để rút kinh nghiệm, họ có thể vấp ngã để trưởng thành. Mình phải để cho họ tự nhiên. Chúng ta chỉ là những người bạn có thể thấy điều đó không phù hợp thì nhắc, và đừng bao giờ đặt vấn đề. Nhắc nhưng đừng đặt vấn đề. Cũng như những đức có thể gặp quý vị nhắc quý vị, nhưng những đức không đặt vấn đề quý vị có làm hay không làm. Đó là chuyện của quý vị thôi. Phù hợp thì làm, không phù hợp thì thôi. Đó là điều rất rõ ràng. Nên đính chính rất rõ ràng. Tất cả những gì những đức nói, người ta nói hiểu, những đức không hiểu. Những gì người ta nói là hiểu những đức, rằng những đức là hiểu những đức, là nói lên là không phải. Vì đó không phải ý của những đức. Hãy nhớ kỹ điều này. Quý vị muốn gặp ai nói chuyện gì đó là chuyện của quý vị. Nhưng đừng bao giờ đưa người khác vào vị trí. Đó là câu chuyện của mình. Tự sanh phiền não gán chịu. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.